Thì khách dự hôm nay thì Thanh Tâm rất vui khi được về đây phục vụ ngày hội văn hóa ẩm thực vùng biên, cho nên Thanh Tâm rất vui với những tình cảm hết sức đặc biệt của tất cả quý vị và rất vinh hạnh khi được lãnh đạo cho hay Thanh Tâm về đây để phục vụ cho tất cả quý vị. Thanh Tâm rất vui khi nhận được những tình cảm của tất cả quý vị và những tiết mục mà Thanh Tâm đã diễn. Vâng, đúng ra thì tiết mục biểu diễn tàn hình thoát thân của Thanh Tâm đúng ra thì sẽ kết thúc chương trình biểu diễn ẩm thực hôm nay, nhưng ban tổ chức cũng như ban lãnh đạo yêu cầu Thanh Tâm phải biểu diễn thêm một môn nữa để đáp lại tình cảm hết sức đặc biệt của tất cả quý vị đến với ngày hội văn hóa ẩm thực vùng miền của chúng ta. Vậy tất cả quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý thì một chào vỗ tay thật to nè. Thưa cô chú anh chị, hiện nay thì tất cả các cái chiếc xe đã cứng ngắc đậu dài khoảng mấy công đất ở trên cái bãi đậu xe đó cô chú anh chị. Đây là bên trong của phiên chợ vùng biên, vườn sinh thái Tuấn Vũ đó cô chú anh chị. Thì đặc biệt nhất là vào ngày chủ nhật cuối tuần sẽ được tổ chức những ngày như thế này để cho bà con sẽ đến tham quan và sau đó là thưởng thức các cái món ăn đậm chất miền quê. Vào ngày chủ nhật cuối tuần tại vườn sinh thái Tuấn Vũ của cô chú anh chị. Một lần nữa đây là trước màn hình quý vị đang nhìn thấy thì các cái quầy bán đang được tổ chức bán các cái món ăn đặc sản của miền Tây của chúng ta đó cô chú anh chị. Bánh tráng nướng. Hôm nay cái này gì ạ? Ồ, hôm nay mình bán sao ạ? Cái này ốc nhồi 3 con 20k ha. Rồi, cảm ơn. Vậy đó hả? Mình bán sao ạ? 30k hộp ha. Còn bên đây cũng đồng giá ha. Mình đơn vị nào ạ? Đơn vị xã Châu Phong ha. Dạ. Một ổ bánh vô là 65k ha. Rồi, mấy loại bánh à? Bên đây, còn bên đây? Bên đây là bánh bò bông. Mình bán sao? 4 cái 20.000 ha. Cái hộp với nhiêu ạ? Dạ, một hộp như là 10.000. Rồi, đâu lấy đây quảng cáo cho bà con ha. Mình còn thấy đẩy khô gà và bông với những rồi không ai ha. Rồi, tiếp tục mình di chuyển qua gian hàng ẩm thực xã Tân An. Đây là gian hàng ẩm thực xã Tân An, các món ăn hấp dẫn quá nha quý vị. Ồ, cái nào nồi gì á chị? Mình bán sao hả? Một hộp nhỏ hả? Đâu hộp nào đó là 10.000 đâu, theo như cái hộp á là lần hộp này mình để ấp vô ấp là 10.000 đó phải không? Rồi đây là gian hàng xã Tân An nha. Đây là tô cái sạc đồng chiên giòn chấm mắm me, lạp xưởng trứng muối bên em, cá lóc miền Tây. Cô phải không? Đó. Đây là gian hàng xã Phú Lộc quý vị, quá nhiều mấy loại cô à. Ngon quá. Nước mắm luôn. Nước mắm luôn anh, nước mắm. Vậy đó hả? Dạ. Một ly xăm muối luộc như là 10.000 phải không? Còn bên đây chai đậu xanh phải không? Một hộp nhiêu? Một hộp 10.000 luôn. Hộp 10k luôn ha. Mười ca. Dạ, đồng giá hết trơn. Bữa nay mấy cô cũ này bán ai cũng xin, ai cũng máu bà ba xin chân trời. 7.000 hả? Cái đó mình kêu bằng cái gì trong đó mình gọi. Gọi cuốn hả? Dạ, này là chai, này là mặn, gọi cuốn, này là có thịt tép bì. Dạ. Bên đây là bì chai. Dạ, còn bên đây là mấy chai này, chai nhiêu? Dạ, một chai cũng 7.000. Rồi, chai 7.000 luôn ha. Rồi, đơn vị xã Lê Chánh phải không? Dạ. Rồi, đây tất cả các thành viên trong đơn vị xã Lê Chánh nè. Bắt.
Rồi các bạn tập trung. Tập trung nha. Sẵn sàng. Chiếc xuồng bên đây và bên đây và chiếc xuồng bên đây là mới tới đây à. Đó. Ồ, chiếc xuồng bên đây bơi xa xa chiếc xuồng bên đây à quý vị à, chiếc xuồng bên kia tới trước rồi. Đó. Rồi bắt đầu quay đầu lại ha. Rồi chiếc xuồng bên đây quay đầu lại luôn rồi. Ba kinh đẹp quyết liệt quý vị ơi. Thầy xin lỗi cái này đầu tiên. Dạ, đây là một cái xô bắt đầu quay lùi lại nghe có giúp chị. Một, hai. Quá hấp dẫn, đứng lên. Đây, chiếc xô bên kia, chiếc xô bên kia. Lộ diện đạt huy chương vàng liên hoan ảo thuật trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
Trà Thanh Tâm đã vinh diện rất thành công tại Thái Lan, kết hợp cùng với Ái Nữ, Ảo Thuật Gia Vịnh Bảo Trăng, top 5 cuộc thi người đẹp đất Sen Hồng, người đẹp tài năng biểu diễn. Xin chào nhà phát tài đặc lẫn cho Ảo Thuật Gia Thanh Tâm và Ảo Thuật Gia Vịnh Bảo Trăng.
Rồi hôm nay là con cảm thấy vui ha? Vui. À vui ha, cảm ơn con ha. À, thì, à, cảm ơn con thì đã lên đây giúp chú ha. Cho em một phần quà, có cái chai nước. Rồi, thôi bây giờ vậy ha. Trước mắt chú tặng này đi, nhỏ nhỏ thôi, rồi lát nữa mà làm mà nếu xong chuyện ổn định chú tặng quà thêm nữa ha. Mừng ha. Vâng. Rồi mình về đi ha, có nhiêu đó đó. Ê, quên. Trời. Tự nhiên lên đây hỏi tên hỏi tuổi xong tặng nguyên chai nước, hỏi mừng không mừng cái bỏ đi về ông nội ơi. Đây nè, không có dễ lấy quà của chú đâu con ha. Con mà muốn lấy quà này của chú đó là bữa nay đó, chú phải làm cho con phải bầm dập tay thương mới lấy quà được, phải không? Đâu phải tự nhiên lên lấy quà dễ đâu. Để đi đi, tôi làm bầm dập chút cho luôn ông ơi. Nè, nghe chú nói nè. Hồi lúc mà chú đứng trên đây chú diễn ha, thấy con ngồi dưới vỗ tay cổ vũ chú dữ lắm, đúng không? Nhưng mà khi con dưới là con là khán giả ha, khi con bước lên sân khấu thì con cũng là một diễn viên ha. Cho nên chú mong muốn rằng con biểu diễn thật nghiêm túc, không được đùa giỡn, hiểu chưa? Và đặc biệt hơn nữa là mình phải tôn trọng tất cả quý vị khán giả có mặt hôm nay ha. Bỏ áo vô quần. Bỏ áo vô quần. Một chào vỗ tay quý vị ơi. Quá dễ thương nha, mai mốt đi đâu phải bỏ vô quần y dìm tôi nha. Rồi đứng ra đi. Đây, rồi. Bây giờ trước khi biểu diễn nha, cầm giùm chú sắp giấy này ha. Giơ cao lên cho tất cả quý vị khán giả xem, nói lớn là rằng tiền, nói lớn lên tiền. Tiền. Tiền đâu mà tiền, giấy không chứ tiền gì. Để chắc ăn hơn, con cầm từ tờ 1 đếm cho tất cả quý vị khán giả xem ơi. Từ tờ 1 giơ lên coi. 1, đúng rồi. 2, đúng luôn. 3, đúng luôn. 3 rồi, tiếp tục tắm nữa đi. 3 đúng luôn. Rồi tiếp tục. Má đúng luôn. Ủa 4 tiếp tục. Rồi 4 tiếp tục. Tờ nữa. 5. À thưa tất cả quý vị, 5 tờ giấy bé chúng ta đã trình cho tất cả quý vị. Đứng đây chờ chú nha. À kính thưa tất cả quý vị thì bé chúng ta cũng là người địa phương ở đây trình cho tất cả quý vị là 5 tờ giấy. Rồi bây giờ con bỏ hết 5 tờ giấy vô đây chú, bỏ hết trơn vô. Rồi, bỏ hết vô. À thưa tất cả quý vị, 5 tờ giấy được bé chúng ta bỏ vô cái gì? Gắt hả? Gắt đâu? Cái gì? Rớt hả? Trời ơi rớt mà nó nói rắc, tôi tưởng rắc cái vụ gì. Lụm lên giùm chú, lụm lên lụm. Trời ơi rớt mà nghe rắc. Con ơi con lên đây con bỏ áo vô quần làm chú lính quýnh chú quên kéo sạch tia, cầm giùm chú coi, chú kéo lại coi. Quên kéo sạch tia. Quên kéo sạch tia. Rồi kéo lại. Rồi bắt đầu con bỏ hết 5 tờ giấy vô đây chú, bỏ hết chơi vô. À kính thưa tất cả quý vị, 5 tờ giấy được bé chúng ta đã bỏ gọn vô trong cái bao này. À và bây giờ trước khi biểu diễn chú nhờ con dòm đây con thấy gì vậy? Giấy. Nói lớn lên cái gì? Giấy. Giấy bỏ đây thì giấy còn nằm đây chứ sao phải cưng. Bây giờ cưng thổi thiệt mạnh vô giùm chú nghe, nhớ thổi cho mạnh nha, thổi cho mạnh vô. Trời ơi ông để cái tụi bế xế luôn ông nội ơi. Rồi bắt đầu thọt tay đây móc ra từ tấm trình bà con xem. Từ tấm 1 móc ra giấy không à. Bỏ trở vô. Trời ơi tự nhiên lên đây nè. Lấy giấy bỏ đây nè, móc ra cũng là giấy, không làm tôi cũng hết hồn hết vía. Con ơi bây giờ giấy bỏ đây cũng lấy là giấy đúng không? Bây giờ chú dạy cưng đọc câu thần chú lấy ra tiền. À, nhớ là chú chỉ một mình cưng thôi nghe chưa. Một lát nữa chú về á, có mấy đứa em nhỏ nhỏ này xúm lại hỏi câu thần chú này dứt khoát không chỉ ai hết cho chưa. Hứa với chú không? Hứa. Nhưng mà trước khi chú chỉ, chú hỏi con câu nha. Con biết tại sao bữa nay nè mấy bạn nhỏ quá đông mà chú không chỉ ai hết, chú chỉ cho con mình con, tại sao con biết không? Biết thì con nói biết, không thì con nói không. Biết không? Không. Chú dạy cho con á là tại vì bữa nay chú thấy con á bỏ áo vô quần đẹp trai giống chú á. Cái gì vậy? Ai nói mắc ói vậy?
Rồi bắt đầu đọc theo chú nè, nhớ đọc lớn lên. Úm ba la. Úm ba la. Úm ba hà. Úm ba hà. Có mấy bà già. Có mấy bà già. Không ăn trầu ngoái. Không ăn trầu ngoái. Có mấy cô gái. Có mấy cô gái. 17, 18 tuổi chưa chồng. 17. 17. 18 tuổi. 18 tuổi chưa chồng. Ở đó. Ở đó. Chờ tôi. Cái ý định của mình đó, mình tới đây nè, mình kêu mấy đứa nhỏ nhỏ như vậy nè, nó lên có gì nó cũng chừa cho mình, ai dè. Rồi được rồi, bây giờ thổi mạnh cho giùm tôi coi, thổi mạnh cho. Rồi bắt đầu thọt tay đây, móc ra từ tấm trình bà con xem, từ tấm 1. Từ tấm 1 móc ra tiền, sao hay vậy, một chào vỗ tay mấy vị ơi. Ủa sao hay vậy, thổi cái nữa coi. Rồi thọt tay kia móc, thọt tay kia. Từ tấm 1, từ tấm 1, từ tấm 1 móc ra tiền nữa. Quá hay, một chào vỗ tay mấy vị ơi. Bây giờ chú nhờ thêm một bé đi, bé gái đi. Bé gái bé nào lên giúp chú anh con. Rồi lên đây, 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 lên đây. Trời ơi, rồi gặp chị Bảy luôn, dễ thương quá. Rồi lên đây. Cho chú hỏi, con thấy bạn này lấy ra tiền hay không? Dạ hay. Hay, bắt đầu con thổi thiệt mạnh vô lấy cho giống bạn nghe chưa. Thổi mạnh vô. Rồi bắt đầu thọt tay vô, con móc từ tấm, từ tấm, từ tấm 1 nhìn khán giả xem. Từ tấm 1 móc ra giấy không à. Bỏ vô. Trời ơi, đây nè, đây nè, qua đây, qua đây, qua đây, đây nè, đây nè, đây nè. Đúng 5 giờ sáng ngày mai con lại nhà bạn này nè ha. Biểu bạn này dạy cho câu thần chú lấy ra tiền ha. Để con không biết con lấy ra giấy không đó. Coi bạn này nè, câu thần chú đâu, thổi vô coi. Đó, bắt đầu thọt tay vô. Con từ từ móc ra, từ tấm 1 đó, thấy chưa, một chào vỗ tay mấy vị ơi. Câu thần chú quá hay, hỏi nữa, móc nữa. Nữa hả, sao hay vậy, hỏi cái nữa, móc nữa. Tiền nữa, một chào vỗ tay mấy vị ơi. Câu thần chú ơi, nè lộn bề trái luôn nè, vỗ tay luôn. Cái gì, con nói cái gì chú không có nghe. Trời ơi, chị nói giấy mà làm ra được tiền chia hết đi. Trời ơi, tôi sợ chị luôn rồi chị Bảy ơi. Lên sau người ta móc ra toàn là giấy không mà thấy tiền rồi chia. Phải biết vậy nãy đừng có kêu lên được rồi. Trời, thôi lỡ rồi đây tôi chia nè. Rồi lên có chút cũng đòi chia tiền nữa. Nè con nè, cái công con lên trước giúp chú đúng không? Lấy toàn là tiền không, con xứng đáng cầm giùm chú 100 ngàn. Trời ơi, ông cầm giùm không mặt mày, ông xanh giờ hết trơn ông nội ơi. Còn con, chị Bảy. Lên sao móc ra toàn là giấy không mà thấy tiền có đời chia. Thôi lỡ rồi, cầm giùm em 50. Trời, chỉ cầm giùm không mà chỉ cũng đổ mồ hôi nữa ông nội ơi. Nè, đứa này nè 50, 100. Đứa này 50, hai đứa cộng lại phải 150 không, nói lớn chú nghe, phải không? Phải. À, đúng rồi nè, nó 150 nè, thấy chưa. Đó, 150 nè, nói lớn quá hà, chú cấp cho. Nói cho vui vậy chứ. Thôi công hai đứa lên đây giúp chú ha. Bây giờ chú chia cho đều. Công hai đứa giúp chú thôi. Bây giờ lỡ rồi, giờ chú tặng con luôn nè 80 ngàn. Chị Bảy. Lên sao móc giấy không cũng đòi chia tiền nữa. Thôi chị Bảy cầm đỡ 70. Mừng không? Mừng. Mừng, một chào vỗ tay mấy vị ơi. Yeah.